Hi, chào các bạn, hôm nay mình đi sửa lò kéo thì BGC đó. Cái lò này hiện tại là bị không vô Bluetooth, đó. Giờ mở nguồn lên rồi, lấy điện thoại dò coi vô. Đó, tình trạng là nó bị không vô Bluetooth nha, chết mẹ, cái này mở lục giác rồi, không vô Bluetooth. Quay YouTube mà còn chửi thề đó, lỏng lời. Mình kiểm tra, mình dò trên điện thoại coi nó vô không nặng mình mới sửa được ha. Làm rồi mấy chị. Xóa hết đi cái trong điện thoại đây. Làm rắp với còn tới chuyện không? Còn có cái gì hở ra ổng nha chị thì nó này hết tên nghèo con. Ờ. Ủa. Ủa giận ta. Còn có giả, có giả. Làm cửa đâu ở đây hay vậy? Đâu. Không, cửa tôi làm như tôi đào. Cái điện thoại chị dò cũng không vô phải không? Hả? Cái điện thoại của chị dò cũng đâu vô phải không? Thì vô thì không á, nó lại là nó muốn vô vô muốn không không á. Dạ. Đây. Rồi dặn về dặn cái này lấy cái bò ra coi được. Được rồi. Hả? Nó bị hư bo này nè, nó bị hư bo Bluetooth này nè, được dây ra không? Phải tháo cái này là được, tháo ra được mới gỡ ra lấy gì ngoài thay được. Này là do nó bị hư cái bo Bluetooth này, lấy lúc nhận lúc không. Đây cái bo này đây. Này để em chở vô ngoài đi, chở ngoài cũng hả? Ừ. Gỡ mấy cái này ra mới được, đâu có dứt này đâu gỡ, khỏi khỏi dặn nó lại, ốc nó lọt trong rồi. Rồi cái lò kéo đã đem về tới cửa hàng để kiểm tra. Thì qua kiểm tra thì thấy cái bo Bluetooth này hư đó. Thì cái đây, lò kéo BGC MX 400 thì Bluetooth nó không ăn á, thì về mình kiểm tra là do Bluetooth này nó bị chết. Mà bây giờ cái hàng này nó dễ hư, nó trục trặc hoài à, mà nó không thay hàng này nữa, mà mình thay cái bo Bluetooth của Temisen vô. Thì bo Bluetooth của Temisen thì tuổi thọ nó cao hơn, bền hơn, thì chỉ cần mình đấu nguồn điện cấp vô cho nó đúng, và cái tín hiệu ra đầu ra nữa là được, là ok, mình cấp đúng dây là ok. Cộng trừ quan trọng là nguồn cấp cho nó là đúng 5V. À đây mình cấp xong rồi nè. Đó. Cái bo này bo của Bluetooth của Temisen ha.
Rồi mình đấu vô xong rồi âm thanh ra rất là hay, âm thanh nó hay, nó chỉnh hơn cái phần bo bluetooth cũ của nó nha. Bo bluetooth là nhiệm vụ nó nhận tín hiệu từ điện thoại, nó phát qua cái phần rề của âm ly và nó sẽ phát ra phần công suất thôi, mà phần bo bluetooth của Tamisen âm thanh rất là hay, chỉnh hơn cái thằng bo bluetooth riêng của nó. Thì mình sẽ lắp đặt vô hoàn chỉnh. Đây mình cho các bạn xem bên trong của cái lo kéo của BDC đây. Này nó sử dụng 8 sò nha các bạn. 2 4 6 8, 8 sò. Có 8 con, 8 con, 8 con A, con C 5200. Đó, 8 con. Nó không phải như mấy lo kéo kia là xài bo mạch, tháng này nó nhét nguyên cam ly vô luôn nha. Đó, nó nhét nguyên cam ly vô. Vô cái lo gắn micro ở trên cái thành cái lo kéo thì mình đã sửa được nó rồi, giờ mình còn gắn cái mạch lại cho nó nghiêm chỉnh rồi xong rồi mình bàn giao cho khách ha. Đó, các bạn thấy lo kéo không? Cái này là tổng hợp lo kéo chứ không phải là gọi là lo kéo, tại nó có nhát vô cái đây, trong đây là cái amply, trên nữa là cái micro đó, ở dưới là hai cái lo bát 2.5 gắn vô là xong thành lo kéo rồi. Cái này mình mở nguồn lên cho các bạn xem nha. Đó, mở nguồn lên mình sẽ nó đã kết nối rồi nè. Đó, nó kết nối rồi, mình bấm chọn cổng bluetooth rồi. Đó, nó nổ bluetooth rồi, bắt đầu tiến hành mình lấy cái điện thoại mình dò. Đây mình dò nó, nó đây mình dò nó vô rồi, ok rồi, dính rồi nè, dính là cái đàn này nó hết chớp chớp rồi đó, ok đó. Giờ mình mở nhạc lên là nó hát. Đây, cái đường tín hiệu ra đây. Đây là cái bo bluetooth của Tamisen, cái dây đỏ dây đen là dây nguồn cấp vào, còn ba dây kia là dây tín hiệu ra phần rề của amply. Mình đấu vô xong rồi ha. Đây đang nó kết nối bluetooth xong đây, mình sẽ mở nhạc lên cho các bạn xem đã làm xong hoàn chỉnh. Các tính năng chỉnh máy rồi y chang nhau hết ha, chỉ có khác cái mặt bluetooth này, bluetooth nó xa hơn thôi, bluetooth này được tới 50 mét luôn nha các bạn.